VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA vối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Bạn đang hát thì có tiếng hú rè, bạn cố lấy hơi nhưng cuối cùng lại bị hụt hơi, hay là giọng bạn hay nhưng bạn cứ bị hát sai. Hầu như đó chính là những trường hợp mà chúng ta thường gặp trong việc hát karaoke của chúng ta. Đối với Viết Phương thì việc hát là một hình thức giải trí, giúp cho Viết Phương giải tỏa căng thẳng và mệt mỏi sau những ngày làm việc vất vả vô cùng. Nhưng nếu như chúng ta và ngay cả Viết Phương đây gặp phải những tình trạng như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là bực mình và khó chịu, đúng không nào? Dường như đã hết cách rồi, nhưng cuối cùng Viết Phương đã tìm cho mình một vị cứu tinh, đó chính là một chiếc micro đẳng cấp đến từ châu Âu, chiếc micro E3V300. Nào, thực hư thế nào về chiếc micro này, hãy cùng Viết Phương tìm hiểu ngay sau đây nhé. Cả một trời thương nhớ, một trời buồn ngang, một trời lấy thương. Cả một đời lầm lỡ, để rồi bơ vơ, để rồi tan vỡ. Chỉ là nước mắt cứ thế rơi, chỉ là nỗi nhớ muốn cất lời, chỉ là những ngón tay không thể buông xuôi. Gì để chê, và chắc Viết Phương không cần phải giải thích nhiều quá về sản phẩm E3V300 vì sao được gọi là chiếc micro của ca sĩ, đúng không nào? Và sau đây Viết Phương sẽ điểm qua vài điểm nổi bật của chiếc micro E3V300 này cho các bạn cùng xem nhé. Không hổ danh là chiếc micro cao cấp, từ thiết kế E3V300 đã nói lên tất cả. Với màu trắng nhã nhặn được phủ bằng một lớp bạc tạo nên sự sang trọng hiện đại cho sản phẩm và càng tôn lên được nét đẳng cấp cho phòng hát của bạn. Không như micro bình dân, dù để E3V300 gần lo, điện thoại đèn phát sóng cũng không phải đau đầu nhức tai khi nghe tiếng hú rè hay chóe tai. Bạn cũng yên tâm về khoảng cách khi hát, micro để xa miệng vẫn hút âm và vô cùng nhạy cảm, hát karaoke không bị đuối hay bị hụt hơi. Các đoạn cao trào tha hồ lên cao, khoe giọng cao vút và không sợ vỡ tiếng. Giọng ca dù cao hay trầm, mạnh hay yếu, ra lo rõ, trong và thật. Đặc biệt với E3V300, bạn tha hồ thể hiện live show của mình mà không sợ bị gián đoạn, bởi tuổi thọ pin lên đến 8 tiếng đồng hồ. Chà, đúng là tiền nào của nấy, đúng không nào? Và giá trị thực sự của chiếc micro E3V300 này hoàn toàn xứng đáng với mức là 4.900.000 đồng. Không biết các bạn đã bị chiếc micro này bỏ bùa yêu chưa? Nhưng riêng Viết Phương sẽ sắm ngay cho mình một chiếc micro như thế này. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline quen thuộc của video của chúng tôi, đó chính là 0902 799 186, để các bạn có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm của chúng tôi, hoặc các bạn có thể đến những showroom gần nhất để trải nghiệm sản phẩm một cách thực tế nhất. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.